Vâng, xin chào toàn thể các bạn nhé. Chào mừng các bạn tiếp tục quay lại với kênh của Trần Quang Sơn. Hiện nay tôi đang có mặt tại rừng thông Bản Áng, thuộc về huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La các bạn ơi. Nơi đây phải nói rất là đẹp. Hiện tại chúng tôi đang nghỉ ở dưới homestay. Khu homestay này thì nó cũng được đánh giá là cấp sao rồi, nó gần như resort các bạn ạ. Nghỉ đây cái không gian trước mắt thì tôi đánh giá về cái không gian. Hôm nay thì là trời mưa nhé, lúc anh em tôi đến ấy thì là trời nó vẫn đang rất nắng, nhưng ở đây là về xế chiều quá là nó lại có mưa, cũng được theo dự báo rồi các bạn ạ. Nhưng ngược lại thì cái không khí ở đây thì cực tốt các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy cây rừng thông này, quá tuyệt vời. Ở đây thì các cái căn phòng ấy kia, căn phòng như cửa homestay ấy thì là được bố trí nằm rải rác tất cả trên các dẻo đồi này. Và chúng tôi đang ở cái phòng này là dành cho 4 người và có thể được 5 người. 4 người tức là 2 phòng và là có thêm một cái gác xếp nữa các bạn nhé. Thì hiện tại đoàn chúng tôi đi hơn chục người, nhưng hiện tại vừa đang có 5 người ở tại mỗi phòng nha. Ôi, phòng rất là đẹp đấy. Và đối với cái phòng nhỏ nhỏ xinh như thế kia kìa, thì họ bố trí được cho 2 người ngồi, 2 người. Cực kỳ đẹp. Giới thiệu bác, đây là bác trưởng đoàn chúng tôi. Bác trưởng đoàn dẫn anh em tôi là đây, vừa lãnh đạo vừa trưởng đoàn. Còn đâu là anh em tôi được bám càng theo các sếp đi. Hiện tại bây giờ đang ở cái khu này thì rất đẹp, các bạn nhìn xa xa kìa. Quá nhiều cái tòa nhà, mỗi cái tòa nhà là như chúng tôi tham khảo ấy, thì làm chọn gói nó khoảng 500 triệu, còn các cái tòa nhỏ nhỏ đây là hơn 200 triệu. Sắp tới thì hôm nay tôi quay lại chia sẻ với các bạn, thì sắp tới tôi cũng sẽ quay một cái sản phẩm của sân thịnh chúng tôi đang làm thì tòa nhà nó đơn giản hơn thế này, thì giá trị nó chỉ bằng một nửa thôi hoặc là 1/3 các tòa nhà thôi, nhưng mà nó cũng đầy đủ rất là đẹp các bạn ạ. Thì hôm nay thì đi đây thì cũng là vừa được nghỉ ngơi và được học hỏi kinh nghiệm các cái tòa nhà homestay như này để chia sẻ các bạn. Thì sân chúng tôi ấy, đối với kênh Trần Quang Sơn thì tôi đã chia sẻ rất nhiều cái vườn của cá nhân chúng tôi ấy, để phục vụ cho cái việc giải trí rồi là việc nghỉ ngơi hàng ngày sau những ngày làm lao động vất vả. Thì cái vườn này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng rất là ấm cúng. Thì mai sau sẽ chúng tôi sẽ làm một cái nhà gỗ ở tại đấy. Thì hôm nay thì chia sẻ với toàn thể các bạn cái khu resort này, homestay resort. Đấy, gọi hai cách thế. Ở trong tại rừng thông nhé, tại rừng thông. Và giá cho mỗi một phòng nghỉ ấy, thì nó tính theo phòng lớn và phòng bé. Thì vừa rồi thì cũng giao cho một bạn là đi đã check phòng, thì tổng ở đây thì chúng tôi đi hơn chục người, 11 người nghỉ thì hết khoảng 8 triệu tiền phòng, nghĩa là hết khoảng 700.000 trên một người nhé, chỉ một đêm ở đây. Tất cả các phòng thì ở trong đều có vệ sinh khép kín hết các bạn ạ, và điều hòa đầy đủ. Và một điều đặc biệt nữa, ở nội thất ở trong này ấy thì được ốp toàn bộ bằng gỗ thông nhé. Ở ngoài này thì ốp bằng khả năng là bằng tấm nhựa công nghiệp hoặc là tấm bằng xi măng gì đó, thì tôi cảm nhận như thế, khả năng là nhựa công nghiệp. Nhưng ở trong thì ốp toàn bộ bằng gỗ thông, khả năng là cái đặc sản của rừng thông đây. Thì bác chủ đầu tư thì bác đấy cũng làm toàn bộ bằng gỗ thông, nên là vào cái phòng ấy nó rất là thơm các bạn nhé, thơm mà cảm giác nó ấm cúng lắm, nhìn đẹp, nội thất rất là đẹp. Rồi, hôm nay được trải nghiệm một cái khu resort ở khu đồi thông này, thuộc Bản Áng, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La, để muốn chia sẻ lại cái khung cảnh ở đây với toàn thể các bạn. Các bạn nào mà có dịp về khu vực chơi ở Mộc Châu, nhất là chỉ mùng 2 tháng 9 ấy, thì đông lắm các bạn nhé, thì các bạn có thể ghé qua đây chơi thăm. Ở trong này thì chúng ta có thể mua cái vé vào rất đơn giản thôi, khoảng một vài chục nghìn thôi. Còn các bạn có thể nghỉ lại hoặc các bạn đi chơi thăm cảnh ở đây thì cũng tuyệt đẹp các bạn ạ. Năm nào chúng tôi cũng thường xuyên lên đây để thăm cảnh trên đây và nghỉ ngơi trên này, nó rất là đẹp các bạn nhé. Rồi, hôm nay tôi có một video ngắn để chia sẻ về cái khu vực này, mời tới toàn thể các bạn.
Giờ xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn ở clip tiếp theo nhé. Xin chào.